Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, trước đây tôi có review cho các anh chị một cái dự án nó tên là Nets VRK. thì uh, tại thời điểm tôi review dự án cho các anh chị là cái giá token nó là 5,26 đô. Sau đó thì uh, nó có sự tăng trưởng và hiện tại thì với sự điều chỉnh của thị trường thì cái giá token nó đã giảm xuống còn khoảng 3 đô. thì uh, thời điểm này là thời điểm uh, rất là thích hợp để các anh chị có thể uh, bắt đầu mua vào đồng token này thì dành cho các anh chị nào mà chưa hiểu qua về dự án này thì các anh chị có thể xem lại cái video của tôi tôi sẽ để ở cái đường link mô tả những cái video liên quan. Đó là video số 76 có tên là Nest VRK. Các anh chị có thể xem lại dự án này để hiểu hơn về dự án. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật nhanh cho các anh chị về thông tin của dự án để các anh chị có thể hiểu rõ hơn và tại sao cái thời điểm này là thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể mua vào và như các anh chị biết rằng đây là một cái dự án rất là tiềm năng nó là nền tảng thiết kế các cái nhân vật đồ họa các cái âm thanh hình ảnh và hạ tầng cho metaverse giúp cho các cái dự án làm về metaverse có thể hợp tác với dự án này để họ cung cấp và sử dụng cái nhân vật cũng như là âm thanh hình ảnh metaverse của dự án này phục vụ cho việc thiết kế dự án riêng của họ và hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều dự án đã hợp tác thì tôi sẽ show cho các anh chị thấy trong cái phần chi tiết của website Tuy nhiên trong phần này thì tôi muốn nhấn mạnh cho các anh chị thì hiện tại giá của dự án này nó đã điều chỉnh từ cái mức ATH cao nhất của nó là 7,2 đô xuống còn là 3,11 đô mà chúng ta thấy ở đây. Thì hiện tại cái full cap của nó là 310 triệu đô mà market cap của nó là 96 triệu đô thì tổng cái phần token maximum họ phát hành ra là 100 triệu nhưng tới thời điểm này thì dự án họ chỉ phát hành ra có 31 triệu thôi phần còn lại thì dự án đang nắm và các anh chị có thể thấy rằng thì cái dự án này là một trong những dự án nền tảng về Metaverse cho nên là nó có tiềm năng đi dài hạn và có sự phát triển trong tương lai thì trong thời gian qua thì dự án có rất là nhiều các cái đối tác mới bên cạnh đó thì họ cũng đã list lên cái sàn MEXC các anh chị có thể thấy là họ đã listen cái sàn này cho nên là chúng ta có thêm một cái kênh để chúng ta giao dịch đối với cái dự án này thì bây giờ là các anh chị có thể đầu tư vào cái dự án này theo cái chiến lược mà tôi có thể vạch ra cho các anh chị như sau đầu tiên các anh chị cần xác định cái khoản ngân sách mà các anh chị có thể đầu tư vào cái dự án này và nếu như anh chị đi một cái khoản uh, chung và dài hạn đối với dự án này Thì tôi nghĩ cái việc mà họ, cái dự án này họ đưa cái cáp của họ lên tầm vài trăm triệu cho tới một tỷ đô Thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi Còn ngoài ra thì với cái tiềm năng của dự án thì hoàn toàn họ có thể làm được cái điều đó Thì uh, để tránh cái tình trạng mà các anh chị ôn in vào một lần đó Thì tôi khuyên các anh chị do là chúng ta rơi vào thời điểm này là tháng 1, 2022 và cũng là tháng 12 à, về âm lịch thì chúng ta còn một tháng nữa là đã tới Tết âm lịch thì các nước Châu Á thường thời điểm này là họ đã à, chốt hàng và họ đã bán token của mình ra để họ dự phóng cái khoản tiền để tiêu Tết vân vân thì trong thời điểm này rất có thể là thị trường nó sẽ đi ngang hoặc là nó sẽ có những đợt điều chỉnh tuy nhiên thì cũng không loại trừ khả năng là thị trường nó sẽ có cái đợt tăng trưởng trong 1-2 tuần tới thì như vậy để chắc ăn thì anh chị có thể đánh theo cái chiến lược là anh chị có thể dùng 30%. Anh chị có thể mua cái token này với cái mức giá hiện tại. Sau đó thì nếu như cái giá mà nó có đao xuống khoảng 3-40% so với cái mức giá mà chúng ta mua vào lần đầu tiên. Ví dụ các anh chị mua vào mức giá là 3 đô thì khi nó giảm xuống 30 tới 40 có nghĩa là ví dụ nó giảm xuống 30 có nghĩa là nó giảm xuống là khoảng 0,9 đô thì anh chị có thể mua vào lúc nó là 2 đô hoặc là 2,1 đô rồi nếu như nó tiếp tục giảm lần tiếp theo mà anh chị có thể mua thêm cái lần cuối cùng là anh chị có thể mua vào lúc nó giảm thêm 30 tới 40 ví dụ như lúc đó nó còn khoảng 1,5 1,6 đô thì chúng ta sẽ mua thêm một lần nữa và như vậy thì um, chúng ta đã chia ra như vậy á, thì cái giá bình quân chúng ta đâu đó nó rơi vào tầm khoảng là à, 2 đô. Thì nó sẽ rất là an toàn cho các anh chị trong việc các anh chị đầu tư vào cái dự án nó mang tính dài hạn. Còn nếu như các anh chị mua onin một lần thì khi nó giảm xuống thì anh chị phải đợi nó hồi lên. Tuy nhiên mức giá 3 đô vẫn là mức giá thấp để cho các anh chị có thể đầu tư vào cái dự án này. Nó là một cái dự án uh, metaverse nền tảng và đi theo đường dài. Rồi thì bây giờ anh chị phân bổ cái nguồn vốn thì anh chị phân bổ như nào, có thể là anh chị sẽ phân bổ là 30 30 và 40, hoặc là anh chị có thể phân bổ là 40 30 30. Có nghĩa là anh chị chia ra làm 3 lần, chúng ta sẽ mua 100% cái ngân sách anh chị dùng cho đồng đồng token này. Còn anh chị mua cái đồng token này chiếm bao nhiêu ngân sách của các anh chị đó là do các anh chị tự quyết định lập ra và cái ngân sách đó có thể chiếm 15 20 phần trăm hay 25 phần trăm trong ngân sách các anh chị đó là do chiến lược của mỗi người rồi như vậy thì về phân bổ thì tôi đã chia sẻ các anh chị chia làm 3 mốc bây giờ chúng ta vào cái website của cái dự án này để chúng ta cập nhật xem coi là trong thời gian qua nó có những gì mới và chúng ta có tìm ra được những cái gì hay ho hơn trong cái dự án này hay không anh chị có thể vào cái website nó đến kèm ở, ở đây thì các anh chị có thể thấy là hiện tại thì họ có cái demo khá là hay ở đây anh chị có thể xem cái phần demo họ có cái phần demo rất là hay rồi anh chị nào mà đọc nghiên cứu dự án thì anh chị có thể xem cái phần white paper của dự án hoặc là anh chị nào nghiên cứu về token monic thì anh chị có thể bấm vào trong đây để anh chị xem và cái phần mà họ cập nhật mới nhất mà tôi thấy ở đây là thứ nhất là họ đã list lên sàn mexc ngoài ra thì họ có hợp tác đối tác với dự án trên nền tảng của Fugadot là Clover thì Clover là các anh chị thấy đây là một trong những dự án có nền tảng blockchain riêng làm về blockchain Web3 cho bên mạng lưới của Fogadot. À đây cũng là một cái đối tác rất là mạnh và đã hợp tác với NSVRK để họ xây dựng cái nền tảng NFT trên cái ví của dự án Clover để anh chị có thể đọc thêm chi tiết cái dự án này ở đây. Họ đã đăng vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Ngoài ra thì NextVRK còn hợp tác với một số các đối tác khác mà anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như là Dobamai nè, rồi uh, uh Moon Boot, rồi uh, Meta Brand vân vân. Đây là những cái đối tác mới mà họ đã cập nhật ở đây. Các anh chị thấy có rất là nhiều các cái đối tác trong thời gian vừa qua tính từ tháng 12. Như vậy thì số lượng đối tác của cái dự án này hiện tại nó đã tăng lên một cách rất là đáng kể. Anh chị có thể nhìn trong cái phần bạc nơ này anh chị thấy toàn là những cái đối tác có danh tiếng ở trên thị trường. Ví dụ như là Bonly hoặc là Boons rồi đây một số các cái dự án mà tôi không thể nào kể hết tên ra các anh chị có thể vào đây các anh chị thấy cái danh sách dự án rất là nhiều có cả um, kỳ Linh, rồi có cả uh, sơ rồi vân vân có rất là nhiều các cái dự án mà đã sử dụng nền tảng của Nesvk này à, đây là một cái dự án họ làm thật và họ có cái sự um, hợp tác rất là nhiều các cái đối tác ngoài ra thì nó còn tương thích được với rất nhiều các cái nền tảng blockchain thì các anh chị có thể thấy ví dụ như trong mảng DeFi Oracle nó có Chainlink thì có thể nói là trong cái mảng Metaverse này đến thời điểm hiện tại thì tôi có thể thấy là NestVK này nó là giống như Chainlink ở trong cái mảng Metaverse của nó vậy hợp tác rất là nhiều cái đối tác và sắp tới thì cái danh sách này nó càng ngày nó càng dài ra à, chứng tỏ là khách hàng cũng đã tin tưởng cái nền tảng này và sử dụng cái nền tảng này cho nên là đây là một cái dự án à, rất là tiềm năng về lâu dài thì các anh chị cần cân nhắc đầu tư vào cái dự án này à, một cách kịp thời và đúng thời điểm thì nó sẽ mang lại cho anh chị rất là nhiều cái giá trị trong tương lai chắc chắn là như vậy và các anh chị thấy những nhà đầu tư của dự án này cũng rất là nhiều ở đây đó các anh chị có thể nhìn thấy những nhà đầu tư họ đã rót vốn vào cho cái dự án này cũng rất là nhiều rồi ngoài ra thì anh chị có thể điểm lại cái team của dự án này à cũng rất là nhiều các cái nhân sự ở đây thì dĩ nhiên là tôi không thể nào biết hết tất cả các cái nhân sự này đâu nhưng mà với một cái việc là họ để thẳng cái tên của họ như thế này. Rồi hình ảnh của họ có đầy đủ ha, các anh chị có thể vào đây nó sẽ link với cái phần uh, clean luôn là giới thiệu về profile của từng người, các anh chị hoàn toàn có thể À, yên tâm đây là một trong cái dự án có cái đội ngũ rất là hùng hậu và cũng hội tụ những cái kỹ sư những người thiết kế những người quản lý vân uh, vân cũng rất là nhiều các cái nhân vật ở đây rồi các anh chị có thể vào trong đây các anh chị có thể uh, trải nghiệm và xem qua dự án kết hợp với cái video mà tôi đã chia sẻ các anh chị video số 76 để anh chị hiểu rõ hơn về dự án và trong video 76 này tôi cũng đã khuyên các anh chị là chúng ta khoan hãy đầu tư vào cái dự án này lúc mà giá nó 5,2 đô bởi vì nó có cái sự tăng trưởng trước đó thì tôi cũng rất là thận trọng và khuyên các anh chị đợi một cái khoảng thời gian. Và hiện tại thì tôi nhận thấy rằng khoảng thời gian này là khoảng thời gian rất là phù hợp để các anh chị có thể đầu tư vào dự án này. À, nhưng mà thị trường hiện tại chúng ta chưa biết nó tăng hay nó giảm trong thời gian ngắn hạn sắp tới đặc biệt là tháng 1 này. Cho nên là các anh chị có thể chia vốn ra chúng ta đầu tư dần vào dự án này là rất là phù hợp à, Một cái dự án có tốt cỡ nào nếu như các anh chị vào không đúng cái thời điểm giá nó quá cao Thì nó sẽ không tốt cho lợi nhuận các anh chị Cho nên là với cái mức giá này thì chúng ta có thể đầu tư vào với việc chia ra làm 3 phần như vậy Nó sẽ giúp cho các anh chị an toàn vốn hơn rất là nhiều rồi nhưng mà trong trường hợp nếu như các anh chị đầu tư vào lần đầu tiên ví dụ anh chị mua 40% ở mức giá 3 đô nhưng mà sau đó nó tăng lên 4 đô, 5 đô, 7 đô thì chúng ta làm như thế nào? Thì chắc chắn là các anh chị khoan hãy mua tiếp lần thứ hai. Các anh chị có thể đợi thị trường nó điều chỉnh sau đó cái mức giá nó rơi xuống vào cái mức thấp nhất bao nhiêu, anh chị có thể vô tiếp vốn lần thứ hai. Bởi vì về lâu về dài thì các anh chị thấy là cái đáy sau nó sẽ cao hơn cái đáy trước. Ví dụ như cái đáy sau của cái dự án này là thời điểm 27 tháng 9 nó chỉ có 1,2 đô thôi. Rồi sau đó nó cũng có nhiều lần nó tăng giảm nhưng mỗi lần nó tăng giảm thì cái đáy của nó anh chị thấy nó có sự tăng lên. Thấp so với thời điểm thấp nhất nó thì cái đáy hiện tại là thời điểm thấp nhất của nó là cũng 2,9 đô. Cho nên là sau này khi mà nó ví dụ như nó tăng lên 5 đô, 7 đô sau đó nó giảm xuống thì chắc chắn nó không phải là 3 đô nữa mà nó có thể là 4 đô hay là 3 đô mấy thì lúc đó các anh chị có thể vào chúng ta mua tiếp cái lần thứ hai ở trong cái khoảng đó. Rồi chúng ta sẽ chia ra làm 3 lần như vậy chúng ta mua vào thì chắc chắn cái dự án này nó sẽ mang đến cho anh chị nhiều điều thú vị. Ngoài ra thì các anh chị đã đầu tư vào dự án nào thì các anh chị cũng nên chúng ta cài đặt chế độ theo dõi ở Wister hoặc là Telegram của dự án để khi dự án có cập nhật thông tin thì anh chị có thể nắm bắt được thông tin ngay và để phản ứng kịp thời. Ngoài ra thì anh chị nào mà giỏi phân tích về cái phần token của dự án thì các anh chị có thể vào đây phân tích cái token giống như tôi đã có cái sự phân tích của token của dự án trước khi đưa ra cho anh chị lời chia sẻ để anh chị xem xét việc đầu tư vào trong cái dự án này thì tôi cũng đã xem xét qua cái phần token thì các anh chị có thể thấy là cái token của dự án này hiện tại thì đội đép hầu như là nắm giữ cái lượng lớn của đồng token của cái dự án này cho nên là việc họ kiểm soát được dự án cũng như là về giá các thứ thì họ sẽ điều tiết rất là ok cho nên là các anh chị cân nhắc đánh giá lại dự án một lần nữa nếu như thấy phù hợp thấy yêu thích dự án thì anh chị mới đưa ra quyết định đầu tư rồi cảm ơn các anh chị. Như vậy là tôi đã chia sẻ các anh chị cập nhật nhanh nhất của dự án Nesphere K làm về mảng Metaverse. Và các anh chị lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư. Đây chỉ là một lời gợi ý và tôi đã tìm thấy dự án tốt và tôi gợi ý cho các anh chị. Cho nên đây không thể xem là lời khuyên đầu tư. Các anh chị tự chịu trách nhiệm trên cái khoản đầu tư của mình. Và các anh chị lưu ý là chúng ta đầu tư chúng ta cần đặt cho nó một cái mục tiêu là chốt lời hoặc cắt lỗ hoặc là lưu trữ một cái khoảng thời gian nhất định để tránh tình trạng các anh chị thấy thị trường điều chỉnh rồi sau đó các anh chị kiểm soát khoản đầu tư của mình không tốt dẫn đến thua lỗ các anh chị lại trách người chia sẻ thông tin thì đó là điều cực kỳ không hay rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video nếu như các anh chị thấy video này hữu ích xin cho chúng tôi một nút like một nút share và một nút subscribe để giúp cho kênh tiếp tục phát triển cảm ơn các anh chị nếu như có thông tin cần thảo luận các anh chị có thể truy vào telegram của kênh và tôi để phần ở phần mô tả các anh chị có thể vào đó để đặt thêm những câu hỏi tôi sẽ giải đáp cho các anh chị. Thân ngại chào tạm biệt các anh chị.